Vâng, thì trước mặt các bác đây đó chính là cái bộ sản phẩm của anh Vẹn ở Trà Vinh. Và anh đặt bên xưởng nhà em là hàng 6 món gồm một đoạn dài, 2 ghế đơn, 1 bàn và 2 đôn. Và cái bộ sản phẩm này của anh có gì đặc biệt và có gì đẳng cấp thì em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cái bộ sản phẩm này cho tất cả mọi người cùng xem và cùng chiêm ngưỡng thì anh đã đặt cái bộ sản phẩm này như thế nào các bác nhé. Đấy. Và đây chính là chiếc đoàn. Đoàn này anh đặt bên xưởng nhà em là hàng ván 2 khuôn 4. Hàng ván 2 khuôn 4. Bàn tay to các bác nhé. Bàn tay cực to luôn, rất đẹp. Đấy, hàng tuyển chọn gỗ này, tuyển chọn vân. Vân tự nhiên 100% cực kỳ là VIP. Đây, hàng khuôn tranh rất dày. Cực kỳ là dày nhá. Loại này thì nó là dày nhất rồi các bác ạ. Đấy, dùng hàng như này cực kỳ là yên tâm, không lo vấn đề gì hết. Vân cực kỳ là VIP luôn. Và cây gỗ là rất là già nhá. Cái cây gỗ già này thì sau này dùng thì cực kỳ là bền. Người Vân sửa nhà em tuyển cả mặt trước cả mặt sau. Vân tuyển cả mặt trước cả mặt sau. Đấy, rất đẹp. Và kế bên đó chính là chiếc bàn. Bàn này có ngăn kéo hai bên, kéo ra kéo vào. Đấy. Mặt bàn thì là mặt bàn liền nguyên một tấm. Mặt bàn liền nguyên một tấm tuyển chọn này. Đấy, nhưng cái cây gỗ này, cây gỗ rất già này. Đây là hàng anh phải đặt các bác nhé. Hàng anh phải đặt. Vân này. Cây gỗ cực già luôn. Vân rất VIP. Và cái bên đó là hai chiếc ghế đơn. Đấy. Đây các bác có thể thấy dáng rất trường. Dáng cực kỳ là trường luôn. Và rất dễ lau chùi các bác nhé. Đấy, sản phẩm như này này là để trơn, để khoe vân. Thứ nhất là khoe vân đẹp, thứ hai là dễ lau chùi. Đấy. Rất là tiện nghi luôn. Và mẫu mã rất là sang trọng. Đây. Vân quá đẹp các bác. Vân quá đẹp. Em quay cả mặt trước cả mặt sau. Đấy. Vân tuyển chọn đấy các bác thấy không? Vân đẹp từ mặt trước đến mặt sau các bác nhé. Thì kết thúc video tại đây, em cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Và nếu như ai đang có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ sản phẩm giống như anh thì cứ liên hệ em ngay số điện thoại phía dưới là số 0355 990857, em sẽ tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.